tin chấn động luôn anh chị ơi căn vườn nhà căn nhà vườn nghỉ dưỡng này giảm giá chỉ còn có 2 tỷ ba thôi cách đây 4 ngày á là em có quay căn nhà vườn này ha bán là 500 mét vuông tặng toàn bộ nội thất và cây kiển hết với giá là 2 tỷ 850 nhưng mà bây giờ là ngày sau 4 ngày hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2024 thì chị chủ á, mới vừa điện Nguyễn Trang lúc 3 giờ chiều luôn chị điện á, là chị nói là bây giờ chị cần bán gấp để về Hà Nội và chị giảm giá chốt còn 2 tỷ 3 Quyền Trang bất ngờ luôn đó anh chị phải nói là Quyền Trang hỏi đi hỏi lại chị rất là nhiều lần luôn Và khi mà Quyền Trang chỉnh video á Trước khi chỉnh nha em phải gọi thêm một cú nữa Em hỏi là chị chắc chắn chứ chị Chị không hối hận nha Em đăng 2 tỷ ba là chị không được hối hận nha Cái chị nói là ừ chị đồng ý Trời ơi anh chị ơi Quyền Trang thấy là giá này rất là tốt luôn nha anh chị Bởi vì cái căn nhà vườn này á Quyền Trang cũng Nếu mà anh chị theo dõi kênh Quyền Trang lâu nay Anh chị sẽ biết căn nhà vườn này là cái căn mà best seller bên Quyền Trang Hoặc là anh chị cứ bấm cái video mà được xem nhiều nhất là cái căn nhà vườn này luôn á Thì năm rồi á chị có kêu với giá là 2 tỷ 7 Cũng có khách vô mua luôn ha anh chị Và trả cho cho chị chủ nhà mình là 2 tỷ rưỡi luôn cho nên là Quyền Trang nghĩ á là chị bán năm mai năm nay mà chị kêu bán lại thì cũng phải hàng 2 tỷ rưỡi 2 tỷ 6 chứ em không nghĩ tới mà chị lại giảm xuống còn 2 tỷ 3 luôn cần bán gấp như thế quá là bất ngờ luôn á anh chị và quyền Trang thấy căn nhà vườn này giá 2 tỷ ba thì rất là tuyệt vời và rất là ngon luôn anh chị cô chú á là cho phép quyền trang trong tuần này với tuần sau là quyền trang đăng nhiều nhiều nha tại vì cái đợt đăng 2 tỷ 7 năm rồi á là anh chị cô chú gọi quyền trang rất là nhiều nhưng mà sau đó chị Hương ngưng bán á nên là em cũng không có bán được thì năm nay để thôi quyền trang đăng nhiều nhiều cho anh chị cô chú mình thấy và mình mua ha rồi bây giờ em mời anh chị cô chú cùng xem lại video cái căn nhà vườn này nếu mà mình thích thì mình hãy alo cho quyền trang và về xem nhé chào anh chị, em là Quyền Trang và hôm nay Quyền Trang sẽ giới thiệu cho anh chị một căn nhà vườn nghỉ dưỡng xíu đẹp luôn anh chị ơi Một căn nhà nhỏ gọn, sạch sẽ, xinh xắn và còn thơm nữa nha Với diện tích là 500m2, giá là 2 tỷ 850, mà trong đó chủ nhà sẽ tặng toàn bộ nội thất lại cho anh chị hết Mà nhà mình cũng xịn xò lắm nha, thì anh chị hãy cùng Quyền Trang theo dõi cái căn nhà vườn này có gì ha À, quỳ trang thấy là trời mới vừa vô căn nhà vườn này á anh chị là em cảm thấy là em có cảm tình ngay luôn ấy kiểu mà mình vô là mình cảm thấy mình thích liền nó em cũng không biết hình dung với sao với anh chị nữa thì để quỳ trang quay thật là kỹ cho anh chị mình xem coi căn nhà vườn này của mình như thế nào ha thì trước tiên á nhà của mình sẽ nằm ở xã đông hòa quyền châu thành tỉnh tiền giang xã đông hòa là gần nhà quyền trang đó nha anh chị nhà em cách đây chắc khoảng cây hơn thôi thì um, khu vực ở đây thì rất là an ninh luôn nha nhà của mình sẽ gần chợ gần trường học gần ủy ban luôn và nhà của mình á, sẽ nằm trên mặt tiền đường lộ đan lộ đan này là xe ô tô 7 chỗ vô tới nha và từ ở đây á, anh chị đi khoảng tầm chừng 250 trăm m hoặc là 200 trăm m thôi là mình sẽ tới lộ nhựa ở ngoài này là lộ nhựa luôn nè anh chị nhiều khi mình nhìn mình thấy luôn á chắc chỗ cái trắng trắng ở chỗ này nè là lộ nhựa đó thì một lát cuối video á quyền trang sẽ bay lay cam nè rồi em quay rõ đường đi ra ngoài đường tỉnh lộ luôn cho mà anh chị mình dễ hình dung ha thì khu vực ở đây á là nhà cửa dân cư hàng xóm cực kỳ đông luôn nha. Và anh chị đi ra khoảng 250 m thôi là mình sẽ tới lậu nhựa. Và từ lậu nhựa anh chị quẹo mé bên tay trái là mình sẽ có trường trung học Tây B của xã Đông Hòa ha. Còn quẹo tay phải là anh chị sẽ đi ra ngoài đường tỉnh lộ 876 của xã Đông Hòa, rồi mình có thể là đi về Quốc lộ 1A hay là mình về Vĩnh Kim cũng được. Con đường này của mình là đường thông hết nha anh chị. Đây đường này anh chị đi uh, ra chợ Đông Hòa thì nó sẽ gần hơn nè và từ ở đây mà đi ra quốc lộ 1A thì khoảng tầm chừng một cây rưỡi thôi ha nói chung là rất là gần luôn uh, dân cư thì đông đúc rồi thì đây là căn nhà vườn mà hôm nay Quyền Trang giới thiệu cho anh chị mình nè nhà mình nó thì với tổng diện tích là 500m2 trong đó bề ngang là 12m chiều dài là 40m rưỡi nha anh chị uh, có giấy tờ sổ hồng đầy đủ hết luôn uh, bây giờ Quyền Trang sẽ mời anh chị cùng Quyền Trang đi vô tham quan căn nhà này nha. À, nhà này thì có thể là khi mà quyền trang quay buổi sáng á anh chị hoặc là buổi trưa trời nắng nó sẽ uh, uh, sáng và đẹp hơn còn hồi nãy là mới vừa mưa nha ở tiền giang của quyền trang ngày hôm nay là mới vừa có một cơn mưa một cơn mưa rào nhẹ nhàng ha anh chị đó cho nên là trời nó sẽ hơi ui ui một tí xíu kế bên là vườn của hàng xóm ha đấy nhà vườn của mình bên này chị chủ nhà vườn của mình á thì chăm chút miếng vườn của mình rất là sạch sẽ và tinh tế luôn hãy cùng quyền trang vô tham quan căn nhà này nhé đó anh chị xem ở ngoài trước á mình có một cái khoảng sân rất là rộng luôn nè anh chị anh chị đậu hai chiếc ô tô hay là ba chiếc ô tô cũng được hết nha đó nhà rất là đẹp luôn vô là mình rất là thích ha ở bên hông của mình có một cái khoảng sân nữa nè nó chị chủ sẽ để toàn bộ lại cho anh chị hết luôn những gì anh chị thấy trong video này trừ hai chiếc xe đạp thôi là chị chủ nhà sẽ để lại cho anh chị hết ha còn cái nào anh chị không thích thì chị chủ mới dọn đi thôi à, một hàng kiển nè vườn cây ăn trái ngoài sau nữa mini cưng lắm à, quyền trang sẽ mở cái rốc rộng để cho anh chị mình hình dung hết nguyên cái căn nhà mình cho dễ ha À, thì đây là góc gọng ha anh chị góc gọng thì mình sẽ xem được toàn cảnh cái căn nhà của mình hơn nó từ cái đường đi cái sân nè rồi cái nhà của mình nè nhà quyền trang thấy còn khá là mới luôn mà trong khi chị chủ lại tặng toàn bộ hết nữa thì à, anh chị chỉ có việc là mình chỉ đem theo đồ quần áo rồi mình à, những cái uh, cá nhân thôi rồi mình vô mình ở thôi đó anh chị xem nè từ cái uh, sàn nhà này ha từ cái gạch nè từ cái la phong nè tất cả đều còn rất là mới luôn nha chị chủ của mình á là em thấy là chị nhà này thì xây chắc cũng khoảng chị ở đây thì cũng khoảng 6 năm 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 sáu năm rồi đó anh chị nhưng mà nhà của chị vô là lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho hết á rất là thích luôn ấy đó anh chị xem ở ngoài trước mình nó là có một cái uh, sân nhỏ nè ha không có trồng nhiều trồng nhiều chăm sóc không nổi ha trồng sơ sơ đơn giản thôi anh chị đấy anh chị xem đó thành đang bay lay cam ha một lát em sẽ cho anh chị xem lay cam luôn đó, nói chung là vô đây là nghỉ dưỡng là tuyệt vời số dách luôn anh chị ơi Rồi, bây giờ cùng Quyền Trang vô tham quan căn nhà nha Wow, cái chỗ này nè Quyền Trang nhìn thấy nó mát lắm luôn á anh chị Thêm một cái hàng ghế ở đây nữa, anh chị ra đây ngồi đọc chuyện là mê ly luôn ha đó, ngồi đọc chuyện, đọc sách rồi đấy anh chị <laughs> Rồi, cùng Quyền Trang vô tham quan nhà nha Thì nhà của mình đó là nói chung cũng một một phòng khách nè, một phòng sinh hoạt chung và hai phòng ngủ ha đó, Đây là cái khu vực phòng khách của mình đó anh chị nhìn xem trời nhà là vô là thơm phức luôn á anh chị nó từ gạch thì dán lên được khoảng chắc gạch dán lên được mét rưỡi ha nói chung sạch sẽ lắm màu sơn cũng còn rất là mới cái trần la phong nè anh chị đó quay ở cái góc thường á anh chị sẽ nhìn nhà của mình sẽ, sẽ sáng hơn á à, những cái đồ nội thất ở đây là sẽ tặng lại anh chị hết ha à, trước tiên là mình có một cái bàn ghế gỗ nè anh chị đó đó khu vực phòng khách nha rồi mình sẽ xuống ở đây nha anh chị Anh chị xem nè Đó anh chị thấy nha chị rất là kỹ luôn mỗi một cái cửa sổ đều là có cửa sổ chống côn trùng luôn nè anh chị rồi cái cửa sổ ngoài nữa ở đây nè cũng có cái cửa kiến nè hay rồi mới tới cái tầng cửa à, cửa cửa gỗ ha đó anh chị xem nè cửa kiến rồi mới tới cửa gỗ nè đó, nói chung là rất là kỹ lưỡng ha đấy anh chị xem rồi bây giờ cùng quyền trang đi vô tham quan phòng ngủ nha đó cửa sổ nè anh chị xem à thôi cái này quay quay xuống dưới này đi ha anh chị đây đó em thấy là đây là giống như một cái villa nghỉ dưỡng gì đó anh chị yên tâm đi khi anh chị về anh chị tham quan căn nhà này là anh chị sẽ có cảm giác như vậy đó nó này đây là phòng ngủ ha phòng ngủ là anh chị để ý nha đồ nội thất toàn bộ để lại cho anh chị hết luôn chỉ có một vài cái vật dụng cá nhân riêng tư thì chị mới lấy đi thôi nhà mình á thì có máy lạnh luôn nè ha anh chị rồi à, giường nè ha rồi có tủ trang điểm nè rồi tủ quần áo nữa à, gỗ là gỗ cũng xịn sò nha anh chị ngon lành luôn á rất là đẹp luôn đấy rất là thích nha ôi nhà vô thơm quá <laughs> rồi đây là một phòng ngủ nha và mình có thêm một cái căn phòng ngủ thứ hai nữa cũng y như vậy đây phòng bên kia là của con gái chị ha phòng này là của chị nè anh chị xem cửa cửa gỗ này trội nhìn rất là đẹp luôn ha anh chị đấy rồi giường ngủ của mình nè đó cũng uh, tủ trang điểm nè rồi tủ quần áo rồi máy lạnh nữa nè nó vì trang nghĩ là cái này anh chị mua về nghỉ dưỡng hay là mua cho ba mẹ ở dưỡng già cũng được ha tại vì rộng quá thì mình chăm không nổi nhỏ nhỏ gọn gọn như vậy là hợp lý á đây đây là khu vực uh, phòng hò, sinh hoạt chung của mình nè anh chị đó uh, đèn của mình rồi nè Đấy, cái này góc thường đẹp hơn nha Đèn này là mình có thể chuyển màu được nha anh chị à, anh, anh chị thấy nè Chủ nói chung là từ cái um, Tủ bếp nè ha à, Để lại cho anh chị hết luôn Anh chị không thích cái gì thì à, Chị chủ mới lấy đi thôi Tủ bếp của mình là nhìn rất là Kiểu mà ấm cúng ấy anh chị Nhìn vô là thấy gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho và ấm rồi đó à, Tủ lạnh rồi nè Tặng lại cho anh chị hết nha Rồi tủ bàn ăn nữa nè Đây cái này thì mình sẽ thông đi ra ngoài trước ha. Có một cái à, à, cái này là cái ghế ha, nhưng mà anh chị muốn làm cái giường nằm á thì mình cứ à, ấy ra thôi. Đó, anh chị xem. Đây, cái này là cửa cũng à, cửa gỗ rồi nè, đấy. Rồi có thêm một cái lớp cửa chống mơ, chống côn trùng nữa nè anh chị. Đó, anh chị thấy kỹ lưỡng ghê chưa? Ủa. Mở à ở đây nè. Đó, đó anh chị xem. Cái này là bên hông của mình ha ở ngoài trước bên hông á thì nhà của mình là gạch ở ngoài trước là sẽ dán lên tới tới nóc luôn nha đó anh chị xem à có một cái võng ở đây ha chiều chiều nằm ở đây cũng hợp lý ha anh chị nằm đung đưa võng rồi ngon lành có thêm cái cái dựa nữa nè đó nói chung là quyền trang thấy có camera rồi nha anh chị à, thì quyền trang thấy là anh chị mua về đây ở là vừa đủ ấm luôn á đó rồi à, bây giờ ở quyền trang sẽ mời anh chị cùng quyền trang đi tham quan à, cái miếng vườn của mình ở ngoài sau nha à nhà tắm nhà vệ sinh là bên này có máy lọc nước có tivi rồi nè đó anh chị nói chung là toàn bộ để lại cho anh chị hết nha đây anh chị xem đó rất là gọn gàng và sạch sẽ ha anh chị rồi bây giờ mình sẽ cùng quyền trang đi ra ngoài sau nha và quyền trang sẽ mở lại cái góc thường cho anh chị mình xem À, đây là góc thường nè anh chị em sẽ quay nhà lại một vòng cho anh chị xem ha đó khi mà anh chị xem góc thường á à, màu sắc á, nó sẽ rõ nét và nó trong hơn đấy nhưng mà mình không lấy hết được cái căn nhà của mình thôi đó anh chị thấy nè nhà còn rất là mới luôn ha anh chị rất là kỹ luôn á em dạo một vòng quanh cho anh chị xem sau đó cái mình sẽ đi ra ngoài vườn ha này đó anh chị xem này góc thường á nó sẽ không lấy hết được cái căn nhà của mình đó. Đó, anh chị xem nè. Trời ơi, thích lắm luôn á anh chị ơi, nó ấm mắt. Rồi, bây giờ cùng Quyền Trang đi tham quan coi vườn của mình có cái gì nha. Đây. Bây giờ Đây, mình đi hướng bên này nha anh chị. Đó, mấy mấy cây kiển này nhìn cưng lắm ha. Đó, nhìn thấy nhà mình là yêu đời lên luôn á đây Đó, anh chị xem ha rồi bây giờ cùng Nguyễn Trang đi tham quan nha Ê Tiến ơi em đi với chị lát coi theo Thành đi với chị lát chị coi cái định vị với đó đây là bên khoảng sân của mình nè cái này mà anh chị nhà có đám tiệc gì đó mình đãi một chục bàn ở đây là cũng thoải mái luôn nha à quên nữa nhà của mình nó là có đèn năng lượng mặt trời luôn nha đó anh chị xem nè chị gắn hai cây một cây ở trên này với một cây ở dưới là nhà mình ban đêm rất là sáng luôn chứ thêm mấy cái đèn cổng nữa nha anh chị đó Nói chung là chi tiết nhỏ nhặt nhìn gọn gọn đơn giản thôi nhưng mà nhìn thích lắm luôn ấy. Đó rồi bây giờ cùng người Trang đi xuống ngoài sau ha. Thì tổng diện tích của mình là 500 m2, trong đó bề ngang á là 12 m, chiều dài là khoảng 40 m rưỡi. Thì nhà mình xong rồi thì xung quanh đó mình cũng còn một cái khoảng đất trống để mà mình trồng vài cây ăn trái như anh chị thấy nè. À, mình cũng có được cây khế nè anh chị, khế này lớn rồi đó nha có sao bô chê nữa nè khế sao bô chê rồi có xoài có đu đủ nữa nè đây cùng quyền trang đi xuống tham quan tiếp nha đó rất là mát mẻ luôn gọn gọn thôi đó, mấy cây đu đủ luôn đó anh chị xoài nữa nè mấy cây xoài luôn à đây là cái khu vực ở ngoài sau nha đây à, mình có một cái khoảng sân ở ngoài sau nữa À, ở ngoài sau thì à, em thấy là chủ là xây tường bê tông lên ha ở đây mình có một cái nhà kho nữa nè anh chị đó chị chủ rất là cẩn thận ha à, có một cái nhà kho để mà mình để những cái đồ mà mình ít sử dụng vô đó, cho nhà mình nó gọn gàng sạch sẽ hơn để ở bên này nha đó rồi à, mấy cái bồn nước nữa ở đây là khu vực đất nước ngọt nha anh chị và không có bị thiếu nước đâu nha nhưng mà chị vẫn rất là kỹ luôn mấy cây xoài nè đó xung quanh nhà luôn cho nhà mình lúc nào cũng mát mẻ hết ha đây cùng quyền trang đi tiếp nha Đấy, mình có một cái miếng vườn mini ở đây nếu anh chị mà mình thích uh, uh, trồng rau sạch đồ nè thì anh chị mình có thể trồng vô thêm ở ngoài sau thì em thấy chị có trồng bưởi nè có xả nè xả để đuổi cung trùng rồi đó anh chị rồi có mít nè có mía nữa nè à có một cái uh, kho chị xây nho nhỏ ở đây nữa ha à đu đủ nữa nè đấy à có tắt đâu nè ở ngoài sau thì chứ à, chắc chị làm một cái ao nho nhỏ để mà nuôi cá ở đây hay gì nè anh chị đó anh chị xem đó một cái hồ nhỏ nhỏ ha đó có một cái vàng có một cái vàng để mà mình trồng dây leo luôn anh chị mà thích à, trồng à, anh chị xiên á mình có thể trồng à, mướp nè hoặc là bầu ở đây cũng được hoặc là à, đậu rồng cũng được ha anh chị mấy đó thì mình rất là dễ trồng luôn ấy đó anh chị xem thì vẫn còn một chút đất trống ha anh chị cô chú nào mà mình thích trồng rau sạch này nọ cải hay là rau muống này nọ hoặc là ớt đồ đó, thì mình cũng có thể trồng ha trồng cho nó vui vẻ thôi đó anh chị xem ừ, nuôi nuôi vui vẻ yêu đời thôi anh chị đó mình có một cái hồ nhỏ nhỏ nè có một cái bậc thang đi xuống ha ủa rồi em có chữa nó lại thành cái hồ bơi đúng không ta nói gì tào lao quá ha anh chị để quyền trang mở định vị lên cho anh chị mình xem nha thì quyền trang xin nhắc lại căn nhà vườn nghỉ dưỡng này ở xã đông hòa huyện châu thành tỉnh tiền giang khu vực dân cư đông đúc với tổng diện tích là 500m2 chủ đang kêu với giá là 2850 tỷ mươi giá cả là sẽ gặp trực tiếp với chị chủ để thương lượng ha à, đồ nội thất là chị sẽ tặng lại cho anh chị hết nhà mình nó hiện tại là đất cây lâu năm chưa lên thổ cư nhưng mà cái khu vực này thì lên thổ cư được nha anh chị nếu anh chị mình muốn lên thổ cư thì bên người trang sẽ hỗ trợ để cho anh chị mình lên thổ cư nha rồi thì nhà của mình nó là sẽ nằm ở hướng cái này là hướng đông nha em sẽ mở định vị lên cho anh chị xem à. À, anh à, anh chị mình xem ha thì đây là cái nút tròn tròn màu xanh là vị trí mà quyền trang đang đứng nha anh chị cái con đường mà anh chị thấy đây là đường tỉnh lộ nè thì cái khu vực ngoài này á là khu vực chợ vĩnh kim khu vực ngoài này là chợ long định ở đây là chợ đông hòa nè nó thì anh chị thấy nhà mình sát bên chợ đông hòa luôn anh chị thấy là từ nhà mình á mà đi ra ngoài chợ đông hòa là chắc khoảng tầm chừng à... À, quyền Trang nhắm nhắm thì chắc khoảng 600 mét hay gì đó anh chị Rất là gần chợ Đông Hòa luôn Thì đây là chợ Đông Hòa nè, đó anh chị xem à, Đối diện với chợ Đông Hòa, mình sẽ có ủy ban nhân dân xã Đông Hòa Mình có nhà thờ, có chùa luôn Ở đây là có trường tiểu học luôn Rồi mình sẽ có um, uh, bách quá xanh với điện máy xanh ở đây luôn ha anh chị Nói chung là cái khu dân nguyên, cái khu dân cư ở đây rất là đông luôn Và anh chị mà thích đi ăn tối, thích đi cà phê đâu á Thì ở đây nè, từ cái đoạn mà quốc lộ 1A anh chị đây, từ quốc lộ 1A nha, chạy dài trên cái con đường tỉnh lộ này, đi ra ngoài Vĩnh Kim nha, là đồ ăn quá trời luôn. Kiểu mà gom tụ tập về ăn uống ở trên cái con đường này á. Anh chị thấy nhà mình nè, à, à, hồi nãy Quỳnh Trang nói với anh chị á, à, từ nhà mình đi ra khoảng 250m thôi, là mình sẽ tới trường trung học cơ sở Đông Hòa ha. Đó, anh chị xem. một là... Rồi bây giờ Quỳnh Trang sẽ quay cái đường đi cho anh chị xem. À, để em xem từ đây mà đi về à, bến xe miền Tây á, thì là à, từ đây về bến xe miền tây là 68 cây số chạy xe là một tiếng rưỡi nha còn từ đây mà anh chị mình về thành phố mỹ tho thì trung bình anh chị mình đi á, là khoảng 15 cây chạy xe là 22 phút là mình sẽ về tới thành phố mỹ tho rồi bây giờ quyền trang sẽ quay đường đi cho anh chị mình xem cảm ơn anh chị cô chú và các bạn đã theo dõi video của quyền trang nha nếu mình thích căn nhà này thì hãy alo ngay cho quyền trang và mình về đây mình gặp trực tiếp với chị chủ luôn để mà mình thương lượng giá cả cho dễ ha rồi cảm ơn anh chị đã theo dõi video của quyền trang ạ à.